Một ngày làm việc bình thường tại Akala thì có những cái dịch vụ gì hả anh em? Để anh em theo chân mình để biết bên mình làm dịch vụ như thế anh em nhé. Như chiếc Morning ở bên này thì chiếc xe này đang được chờ để spa anh ạ. Xe này thì bác chủ có chia sẻ là vừa mới mua lại và cần spa lại mới này. Đây là bộ lồng ven ỉ của chiếc xe Toyota Cross và bên mình đang tháo ra để chờ xử lý để hóa nhựa lồng ven các bác nhé. Bên này là một chiếc Toyota Yaris và bên em đang vệ sinh dọn nội thất chuyên sâu. Các bác có thể thấy vệ sinh dọn nội thất chuyên sâu thì bên em sẽ tháo tung hết tất cả sàn xe và giặt sàn này, vệ sinh chi tiết từng khe kẽ. Nên là các bác mà dọn nội thất chuyên sâu, nếu mà các bác mà chọn cái gói mà giặt sàn như thế này thì nó sẽ rơi phơi sàn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 đến 3 ngày nếu mà tùy theo cái phải chờ sàn nó khô, tùy theo cái điều kiện thời tiết các bác nhé. Ở bên này thì có chiếc i10 này thì cũng spa lại xe. Đây cũng phải giặt sàn. Chiếc xe này thì sàn bác để ngoài quên không hạ kính, không lên hết kính nên là nước nó tràn hết vào, mưa ướt hết sàn và phải giặt phơi lại sàn. Chiếc này cũng tương tự này. Chiếc này cũng tương tự, cũng phải giặt sàn. Nhưng mà với chiếc xe này thì như bác chủ cần xe đi luôn và bên em có chỉ cần trải cái thảm này lên thôi. Thì sàn các bác nào mà cần xe đi luôn ấy, thì nếu mà các bác làm cái gói chuyên sâu thì chỉ cần trải cái sàn này, cái thảm lót sàn lên thì các bác có thể lấy xe về. Và sàn bên em vẫn để ở lại đây và bên em phơi, khi nào nó khô thì bên em qua lắp lại cho các bác là xong. Rất là đơn giản. Còn chiếc Mazda này thì chiếc Mazda này thì sẽ làm trải sàn da và vệ sinh spa lại ghế. Rồi, bên này bên em cũng đã tháo kỹ thuật anh em tháo ra rồi. Ở bên trong phòng phim này là chiếc Kia Morning đang một em đang dán phim này. Đây là một em Morning dán phim và cũng gần hoàn thiện rồi. Còn ở bên ngoài này một chiếc Toyota. Đây là một chiếc Toyota Veloz Cross mới tinh từ hãng ra và chiếc xe này đang dán phim cách nhiệt 3M kính lái và kính sườn thì bác chủ chọn phim 3M nhưng mà chỉ là sườn trước thôi, còn sườn sau các bác sử dụng phim Deco của Hàn Quốc. Xe làm thêm gì anh tới? Và chiếc xe này lắp thêm, bác chủ lắp thêm bộ bi gầm X3 Pro đấy các bác. Các bác nào mà cần làm bất kỳ cái dịch vụ gì cho xe của mình, các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé.